Đây là một tư liệu vô cùng quý, vừa được FIFA mua lại cách đây vài ngày để làm tài liệu giảng dạy chính thức cho các cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp. Một trận thắng kinh điển của đội bóng nổi tiếng Amser 91-94, chúng ta sẽ cùng nhau phân tích điều gì làm nên chiến thắng của họ trong các trận đấu, điển hình là trận khai mạc giải Amsterdam lần thứ nhất năm 2015. Trước hết, việc khởi động với những động tác đúng là vô cùng quan trọng. Điều này giúp cho các khớp chân, khớp háng và các khớp khác được làm nóng lên. Vâng, làm nóng các khớp, đó là điều đầu tiên. Thứ hai, sử dụng doping hợp lý. Các nữ cổ động viên xinh đẹp này chính là liều doping hiệu quả nhất dành cho các cầu thủ và loại doping này không bị cấm. Nên nhớ là chỉ nạp doping này vào đường tai và mắt thôi và chỉ khi ra sân mới được dùng. Trước trận đấu 48 giờ là cấm tiệt. Loại doping này sẽ tác động tới tất cả các giác quan và làm cầu thủ phấn khích hơn bao giờ hết. Bây giờ chúng ta sẽ cùng phân tích trận đấu. Ngay từ những phút đầu của hiệp 1, Amsterdam 91-94 đã ao ạt tấn công. Đối phương là Amsterdam 93-96 cũng ra sức đáp trả. Tuy nhiên, thủ môn của cả hai bên đều rất xuất sắc, nên phải đến phút thứ 25 của trận đấu mới có bàn thắng đầu tiên cho 91-94. Sau khi cản phá thành công một pha tấn công của đội bạn, quân Quế phát một đường bóng dài từ vị trí trung vệ thỏng lên cho Jimico, tuyệt đối chính xác. Cầu thủ mang áo số 4 chuyền bóng cho Long Bin, sút thẳng vào lưới đối phương, một bàn thắng siêu kinh điển, tầm cỡ thế giới. Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về 91-94. Nửa đầu hiệp 2, 93-96 liên tiếp ép sân 91-94 nhưng không gây được sự nguy hiểm nào đáng kể. 91-94 phản pháo bằng loạt tấn công như vũ bão. Pha ghi bàn thứ hai gần như là sự lặp lại của bàn đầu tiên. Từ đường phát bóng của số 6 Thần Thánh, Lã Dũng đón bóng tạt sang cho số 8 Long Bin. Long Bin bình tĩnh đỡ bóng và vô lê đẹp như mơ vào gôn đối phương. Sau đó, 91-94 tiếp tục ép sân. Jimico có nhiều cú sút căng nguy hiểm về khung thành đối phương, nhưng đáng tiếc là đều không thành công, quá đen cho chàng pháo thủ. Kết quả chung cuộc 2-0, 91-94 thắng thuyết phục. Thủ môn Phạm Huy Thăng và bộ ba phòng thủ DC7, quân Quế toàn chửa, chơi xuất sắc. DC7 dường như dùng doping hơi quá liều, anh chơi cực kỳ xông xáo, phấn khích và không ít lần va chạm với tiền đạo đội bạn, gây ức chế không nhỏ cho đối phương, thậm chí là suýt xảy ra ẩu đả. Còn số 8 Long Bin, hôm nay anh ấy là ngôi sao, cực sáng, không gì có thể tả nổi sự chuyên nghiệp của anh ấy. Anh ấy sinh ra là để ghi bàn, chắc chắn thế rồi. Chàng thủ môn tội nghiệp của 93-96 mặt mày méo xẹo, nhiều lần cậu em muốn văng tục, nhưng hình như đội cổ động viên 91-94 đoán trước được điều này, nên thường xuyên gây sức ép bằng cách cảnh cáo cậu em không được chỉ bậy. Ức chế không để đâu cho hết. Cùng với việc gây ức chế cho đội bạn, các nữ Amsterdam 91-94 còn không ngừng tiếp thêm năng lượng cho đội nhà bằng nhiều cách. Những cái tên không ngừng được hô vang, tràn đầy yêu mến và kỳ vọng. Làm sao mà các anh ấy không chiến thắng được cơ chứ? Các anh Amsterdam 91-94 hãy tiếp tục tỏa sáng trên bầu trời Amsterdam nhé. Chúng tôi luôn sát cánh và ủng hộ các anh. Nào, chúng ta cùng ghi bàn. Change your mind.